Khách hàng như em chỉ đi trade in thu đổi mua bán thôi, nhu cầu xài máy là phải có, mà nó có một chục giá khác nhau chỉ vì một cục pin. Em nói thật luôn, khách đi mấy chỗ mà chỉ một cục pin thôi nó có một chục giá khác nhau. Nên thôi bây giờ em giải thích lại cho anh em đơn giản dễ hiểu nha. Một cái máy em ví dụ bốn cái này nó đều hình thức đẹp keng như nhau, không đánh kính, không thay vỏ, không rửa cam, không căm đớm, nó đều đẹp keng như nhau ở mặt hình thức, nó chỉ khác nhau cục pin thôi. Mà tại sao có một chục giá khác nhau? Thứ nhất đó là ví dụ cái này là sạc 3 lần pin 100% nè. Đây, em quay nè. Mình thức máy đẹp keng thì sạc ít mà, vỏ cũng như mới, cái gì cũng như mới hết. Màn hình camera như mới hết. Đây, màn không đánh kính đẹp keng hết nha. Đó. Camera vân vân là không bị tróc sơn gì hết. Rồi ok. Thì cái này nó tính là một giá. Rồi mấy ông nội cửa hàng hay lắm. Tiếp tục máy 9X 97 98 99 92 93 rồi đó, tính một giá. Máy 8X tính một giá, 85, 86, 87, 88 gì đó, 89 tính một giá. Còn pin 8X thấp, ví dụ là 81, 82, 83, 70, 79 pin thấp á, là phải chai rồi, phải thay rồi đó, tính một giá. Một cái máy mà đã thay pin rồi, tính một giá. Thay pin chia làm 3 loại, thay pin chính hãng Apple chạy chuẩn đoán thì thu cao. Thay pin Pisen VMAX không sàn cổ, pin EU, pin DG gì đó, tính một giá. Và thay pin không sàn cổ cáp là một giá rồi, thay pin sàn cổ cáp rồi tính một giá. Thay pin sàn cổ cáp em cũng đã nói nhiều rồi, là anh em tận dụng lại cổ cáp cũ mà anh em sạc 1000 lần rồi đó, và người thợ họ hàng máy hàng chập hàng thiết gì đó, và hàng cho một cái phôi đó có thể là phôi A, phôi B, phôi C, phôi Pisen VMAX, phôi pha kè, phôi đủ thứ phôi, thì chất lượng nó không đồng đều, nó đơn giản vậy thôi. Còn cục pin ví dụ Pisen dây chuyền nó nhập, nó dập một phát một là nguyên một đống cả hàng ngàn cục pin nó đều y chang với nhau về chất lượng chẳng hạn, thì tỷ lệ lỗi nó sẽ kiểm soát được hơn đó. Em cứ nói đơn giản vậy thôi, nội cục pin thôi. Em nói thật luôn, em nói với anh em thấy rối, hỏi sao khi anh em trade in mua bán nó không rối nha. Còn đối ở bên em nha, em bán ra chỉ có hai giá và em thu vào chỉ có ba giá. Đây, chính sách bên em thì em nói lại nữa. Thứ nhất là em bảo hành 1 năm 1-1 tất cả lỗi phần cứng. Anh em hư nút, hư loa, hư màn, hư cam, hư men, hư bất kỳ lỗi nào, anh em được lựa, được chọn lại một cái máy đẹp keng khác theo ý anh em cầm về. Đó. Ví dụ anh em vô ba đúng không? À, laser chiếu vô hư camera ok. Qua em đổi cho anh em một cái máy mới và em được lựa chọn lại đúng đẹp keng, đúng ý anh em cầm về. Rồi đơn giản này nha. Màn hình sọc, đơ, loạn, cảm ứng gì đó, xanh trắng gì đó, em bảo hành hết cho anh em. Rồi. Còn khi mà anh em cứng móp, rơi vỡ vào nước, anh em vẫn được sửa chữa không giới hạn số lần như số 1 năm. Ví dụ 12 tháng anh em làm rớt nước 12 lần, dục vô máy lặt máy giặt 10 lần, làm bể kính lưng 10 lần, chẳng nữa hư camera 5 lần, em sửa chữa miễn phí cho anh em. Nha, bể nát, hư hỏng hẳn, em trợ giá cho anh em mua mới ngang dòng 50%. Ví dụ cái máy này 9 triệu, thì anh em chỉ việc thanh toán 4 triệu rưỡi thôi, anh em cầm cái máy mới về. Vậy thôi. Còn khi mà anh em lên đời, anh em sẽ được thu bằng 100% giá bán lẻ. Ví dụ anh em xài cây này, anh em đổi sang cây này. Em ví dụ vậy, hai cái này bằng giá nhau đúng không? Anh em chỉ việc đưa em 500 ngàn thôi, phía sẽ bảo hành lại cho anh em 1 năm. Nha, còn những cái máy em bán ra nó tặng kèm sạc cáp phụ kiện cường lực úp lưng gì đó, em vẫn thu bằng giá bán lẻ. Anh em không lấy em trừ tiền nha. Nhưng mà khi anh em lên đời, em vẫn thu bằng 100% giá bán lẻ cho anh em. Chơi rất đẹp luôn. Rồi ok, cứng móp rơi bể vẫn thu bằng 100% giá bán lẻ, fit hình thức lại cho anh em, coi như em trả hết lợi nhuận mặt bằng nhân viên lại. Rồi, còn tại sao em nói là khi em bán ra chỉ có hai giá? Đối với em, một cái máy sạc ít đẹp keng như vậy và một cái máy đẹp keng như vậy mà sạc không nhiều thì nó lệch nhau 300 ngàn, những cái máy mà trên 10 triệu lệch nhau 500 ngàn. Rồi ok, tuy nó hiếm, tìm cái sạc ít nó hiếm, nhưng mà hiếm thì em bán cao quá thì mất công nó, anh em cứ đòi cái hàng đó cái kiểu thôi, em bán vừa vừa thôi, 300 ngàn 500 ngàn. Rồi, còn những cái máy mà đã thay pin, ví dụ pin 78 nè, nó sẽ thay pin là nó báo gì nè. Đây em cho anh em coi, anh em chuẩn bị thay pin nó sẽ báo gì nè. Đây dung lượng tối đa là 78%, đây thông báo quan trọng về pin, tình trạng pin bị xuống cấp nghiêm trọng gì đó. Thì anh em thay pin lên đúng không? Anh em bỏ tiền vào để anh em thay cục pin, nó tăng thời lượng sử dụng của cái máy lên. Bỏ thêm tiền vào nha, để giải quyết vấn đề đấy. Thì đối em, em bán hai cái máy về bằng giá nhau, bị thay pin lên thì cái máy này thay pin lên xong sẽ bằng cái máy giá máy này. Anh em hình dung không? Một cái máy thay pin lên, đã thay pin xong, ví dụ em thay cục pin Pisen nè, thay pin Pisen nè, thì đối với em cục pin 87% thì thời lượng pin cục này nó còn ngon hơn nữa. Nó có yếu điểm là gì?
này, cục pin Bisen thay xong, cái ưu điểm là gì? Nó báo linh kiện không xác định, không phải là hàng chính hãng Apple nên ra nó báo là cái gì đúng không? Nó báo là không phải cục pin của nó đúng không? Là nó không coi được cái phần trăm pin chai. Rồi vậy thôi, tất cả những máy này em bán bằng giá nhau, còn máy pin sạc ít đó em bán một nhánh riêng, còn thu lại. Ví dụ anh em đưa em một cái máy pin chai thì đơn giản thôi, em sẽ thay cục pin khác thành cái máy này đúng không? Thì em sẽ trừ cục pin đó, sẽ trừ tiền anh em cục pin đó. Ví dụ 500 ngàn, 600 ngàn, 700 ngàn gì đó. À anh em hình dung không? Những dòng càng cao thì giá pin nó càng cao. Đơn giản vậy thôi. Rồi, anh em thấy nha, khi mà anh em xài một năm xong, ví dụ anh em xài pin xuống 80, em thay pin bảo hành cho anh em đúng không? Thay pin bảo hành xong thì lên đời anh em hỏi là có được thu bằng 100% giá bán lẻ không? Thì em vẫn thu bằng 100% giá bán lẻ. Nó cũng giống như pin 87, 89, 90 thôi. Anh em thay một pin mới thì nó tăng thời lượng sử dụng hơn. Anh em hình dung không? Anh em bỏ tiền ra để anh em giải quyết vấn đề là cái thời lượng sử dụng của anh em nó không được lâu nha, thì em thu bằng giá nhau. Rồi y chang, máy Hoàng Kiên thu 100% giá bán lẻ, máy ngoài thu 90% giá em đang bán. Ai nói em bán cao, bán 10 triệu em thu 9 triệu, nhưng mà em bán khách sau em giảm khách cũ vanh cứng không mấy sạc cáp còn được có 9,8 triệu. Mà ví dụ em event, em chuẩn bị event, em giảm thêm 300 ngàn nữa thì em còn lãi được có 500 ngàn. Anh em bán cho em xong anh em đòn, không cần quan tâm em lèo nhèo là à máy lóc anh ơi, máy lỗi anh ơi. Còn khi mà em bán khách sau em bảo hành như tất cả những gì em đã cam kết cho anh em, đó em lãi được có vài trăm nghìn nè. Thì anh em nghĩ coi, thằng này bán cao rồi ok, cứ cầm bên em mà train. Nếu nói thật, cứ thử cầm bên em train đi. Em rất công bằng, em thu máy của anh em zin can chuẩn và em bán cho mấy cho khách khác là zin can chuẩn, anh em sau yên tâm. Còn những anh em nào mà nói thằng này nó báo một đằng một nẻo á, cầm qua máy xấu, máy cứng, máy trầy, máy xước á, vân vân á, mà em fit tiền á, anh em nói là báo một đằng một nẻo thì anh em cứ bán bên khác. Tiền và máy vẫn nằm trong túi của anh em. Còn cửa hàng bên em, nhân viên và rất nhiều khách hàng đã được em hỗ trợ rồi và làm theo chính sách bên em như nãy giờ em đang làm nha. Còn nói về pin, em nói thật luôn, một chục giá, một chục cái giá máy, em nói thật, hiện giờ thị trường nó đang như thế, nhưng bên em bán ra chỉ có 2 giá và thu vào chỉ có 3 giá. Rồi, thế nha.